Tìm 10 điểm đáng sợ khi nghĩ tới. Cái quái gì thế này? Chồng ơi, mất điện rồi, em sợ quá. Anh lấy khăn tắm vào đây giúp em được không? Khăn tắm bị thiếu, hãy đợi hôm khác nhé. Ồ, được rồi. Anh sẽ lên lầu tìm chủ nhà, để sửa đèn cho chúng ta. Cậu trai, đợi tôi đốt một chút, những thứ này dùng cho cô gái ở dưới. Cảm ơn chàng trai, hãy đi trước nhé. Có chuyện gì vậy, tiểu tư? Nhà tôi bị mất điện, chồng chị có ở nhà không? Gần đây điện áp không ổn định, lát nữa tôi sẽ gọi. Bạn tôi tặng tôi một chai rượu ngon, chồng tôi thì không có ở nhà. Sao anh không uống một ly với tôi nhỉ? Tôi vừa uống xong thuốc cảm. Nên không uống rượu được nữa, cảm ơn cô. Được rồi, thật tiếc quá. Để cảm ơn sự giúp đỡ của bạn vừa rồi, bà đã rửa một số trái cây và mời bạn ăn. Nhà cậu bị cúp điện à? Cậu có muốn đến nhà bà ngồi một lát không? Cũng muộn rồi, ngày mai cháu phải đi làm, có lẽ để lần sau nhé. Anh về rồi à? Mình đi ngủ thôi. Anh muốn xem trận bóng này, em ngủ trước nhé. Lâu rồi anh không vào phòng ngủ, gần đây có chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ là gần đây anh mệt mỏi vì làm việc nhiều. À, hôm nay có người để lại một lá thư để ở cửa cho anh nè. Em để thư lên bàn trước, lát nữa anh sẽ xem nó sau. Tìm 12 điểm đáng sợ khi nghĩ tới. Tìm 12 điểm đáng sợ khi nghĩ tới. Giúp con gái trở nên xinh đẹp.
Khi tâm trạng tốt hơn, con người cũng sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Tôi cũng là một cô gái thích thể thao. Bạn đang xem kênh YouTube Mây Chơi Game rách rách rách. Tôi định chạy vài km vào ban đêm rồi quay lại. Tắm xong có mùi thơm dễ chịu. Trực tiếp biến thành da trắng buốt rồi. Dính hết râu của tôi rồi. Tóc sóng lớn của tôi. Chiếc áo này được thiết kế riêng cho tôi. Tôi cũng là công chúa pha lê. Chiếc vòng cổ sáng bóng, cô gái sáng giá nhất trong phòng là tôi. Cuối cùng cũng tan sở, đã 3 giờ sáng rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chắc không phải bị tên biến thái theo dõi chứ? Có chuyện gì vậy người đẹp? Cô đang hoảng loạn à? Tôi là người bán thịt lợn, nên mang theo dao là chắc chắn rồi. Tôi vừa giết lợn xong, bị văng tùng tuế. Bên trong là nước khoáng còn chưa mở. Bị ố màu do máy giặt đó. Đừng hoảng sợ, cô hãy uống chút nước và bình tĩnh lại. Ở yên đây, đừng sợ, tôi sẽ gọi anh trai tôi tới. Sao thế, cô bé? Ông nhà đang tìm tôi. Cái này là do cháu trai nhỏ của tôi cắn. Khăn này dùng để lau miệng, tiết kiệm khăn giấy đó mà. Tối nay dùng để mua đồ ăn, thân thiện với môi trường. Cháu đừng sợ, mấy chuyện này hay xảy ra quanh đây. Cháu đi theo bà đi, bà biết đường an toàn. Vậy thì cháu hãy cẩn thận nhé. Có chuyện gì thế em gái, em đang hoảng loạn đấy. Đây là cái nơ bướm yêu thích của tôi. Chiếc vòng tay để lại dấu, sau thời gian dài đeo thôi mà. Tôi vô ý bị ngã. Tôi bị mèo cào đó mà. Cô có thể ở lại nhà tôi một đêm, giờ này muộn quá rồi. Không đồng ý cũng phải đồng ý, tôi đã đuổi theo cô suốt chặng đường rồi. Các người đang làm gì vậy? Nhanh lên, bắt hắn đi. Gần đây, một người mổ lợn và anh em của anh ta đã khống chế thành công một tên tội phạm, cải trang thành phụ nữ trong công viên và giải cứu thành công một cô gái. Tìm 12 chỗ không hợp lý. Tìm 10 điểm kỳ lạ. Thank you.
Tìm điểm nghèo khổ. Tìm điểm kích động để đánh thức vợ. Anh sẽ ăn cơm trước. Anh không biết tôi đang giảm cân à? Còn muốn ăn trước mặt tôi. Sao anh chưa từng thấy những người đàn ông này trước đây? Tất cả đều là bạn học cũ đó. Sao nó lại hồi thế? Để lâu rồi, hương vị thêm đậm thôi. Anh sẽ giúp em khui mấy gói hàng bộ online. Mấy món đó phải để lại cho tôi khui chứ. Anh sẽ giúp em tẩy trang. Có chết tôi cũng muốn xinh đẹp. Dù sao thì em cũng không cần nó nữa. Đó là thỏi son hàng hiệu duy nhất của tôi đó. Cách quái gì đây? Đó chỉ là thuốc nhỏ mắt, tôi cần nhỏ khi đi vệ sinh thôi. Nóng thế này, mình hãy bật máy điều hòa lên. Tôi lạnh quá. Anh sẽ nhờ một cô y tá đến giúp anh chăm sóc em. Cô ấy xinh hay là tôi xinh? Có tin nhắn từ nhóm bạn gái WeChat của em kìa. Đừng có nghĩ đến chuyện gặp nhóm bạn gái của tôi. Hãy để anh lau người cho em. Đừng nhìn lông nách của tôi. Vợ ơi, em tỉnh rồi à? Em mơ thấy anh lừa dối em. Bạn đang xem kênh Mây Chơi Game rất.